Chương 5 Những năm trong tù Tiếp theo Từ 30 tháng 4 năm 1975 đến 13 tháng 2 năm 1988 Theo tôi, mấy anh bí thư cộng sản chưa hẳn ác lắm hoặc họ thiếu sót sơ xuất trong cách hình phạt. Vì nếu trong hoàn cảnh nói trên, họ cho bố trí một số bà vợ hay thân bằng quyến thuộc tại nơi bí mật nào đó để họ quan sát thì chắc chắn không còn bao nhiêu người muốn sống nữa khi chứng kiến chồng, cha, anh họ bị đọa đầy như vậy. Thu hình mà không biết ngày về, bị đầy đọa mà không biết được ngày được tha, cứ ráng cho tiến bộ về xung họp với gia đình. Cái mốc tiến bộ là thế nào? Không ai cần đo đồng đếm được. Đó là bản án không bao giờ được xử. Cho đến nay, Tôi vẫn nhớ cái áo bông đỏ cục tay của Đại tá Soạn, nguyên tỉnh trưởng và tiểu khu trưởng Hậu Nghĩa Cho khi bị giam chung trong những ngày đầu tại Củ Chi. Cái áo duy nhất này tôi chỉ mặc vào những ngày nghỉ để sống lại đôi phút nhàn hạ. Dù chiếc áo cũ, nhưng hình ảnh nó gợi nhớ tôi một niềm vui khó tả. Dường như nó đã cho tôi cái cảm giác sống lại ngày tự do nào đó xa xưa nhất là lúc tựa lưng vào vách đất của mái hiên nhà tay cầm lon trà liếp tâm từ pha chế lấy từ những dư thừa của cây trà già nhổ bỏ vứt đi và lâu lâu một luồng gió mát thoảng qua thế là tuyệt chỉ một vài phút ngắn ngủi gợi tôi thấy lại tròn một đời một dĩ vãng xa xưa từ những buổi chiều vàng đầm ấm ở quê nhà cho đến những ngày vó ngựa chiến chinh với mẫu lửa của miền đầm tháp của mọc hóa vùng mỏ vẹt nhớ lại nơi đó tôi và tướng nhật gặp nhau lúc chúng tôi còn là đại úy tiểu đoàn trưởng anh tiểu đoàn phó của anh nhật từ trên xe tôi nhảy xuống để chỉ huy cuộc lục sắt anh giẫm phải trái mìn chống người của việt cộng mìn nổ và anh què đi một chân sau đó, tiểu đoàn thủy quân lục chiến trên đường rút quân đã phải đi bộ và đến những chiếc LSM trước đơn vị thiết giáp của tôi. Nơi điểm hẹn với những chiếc tàu chuyển vận của quân đội Mỹ thời đề nhị thế chiến đầu sẵn bên bờ sông vàm cỏ đông gần quận tuyên nhân tỉnh Mộc Hóa. Còn tôi, chi đoàn 4 trên 2 cơ giới và đại đội 7M113 phải nằm lại vì sinh lầy lộ trình rút quân chúng tôi phải băng ngang một bãi bùng ác nghiệt. Suốt đêm từ người chỉ huy cho đến anh khinh kỵ vất vả, ủi, kéo lần lượt hết xe này đến xe khác, không một ai ngủ được. Và rồi một M113 của chi đội 1 dẫn đầu vượt ngang con kinh. Vì tài xế quá mệt khi đâm đầu xe xuống kinh, anh sơ hở chân ga và lại quên mở bửng cạn nước trước đầu xe làm xe bị chìm một bài toán nan giải khá nhức đầu xảy ra khi đơn vị thiết giáp kể cả quân đội chưa có phương tiện nào để câu chiếc xe mắc lầy lên lúc này xe đang chìm dưới lòng con kinh mới đào giữa cánh đồng sình lầy nước ngập quanh năm thuộc vùng khỉ ho cò gáy may mắn thay một dịp may hiếm có nhờ cái cần cẩu của chiếc sáng đào kinh gần đó mới trục được chiếc xe lên. Tôi có cảm tưởng như mình chết đi được cứu sống lại. Chuyến hành quân này hết sức mệt vì vất vả la hét điều động không phải đánh nhau mà để kéo trục xe. Nhất định có những bài toán kỹ thuật bất thần xảy ra còn khó hơn chiến thuật đối với đơn vị M113 lần đầu sử dụng trắc nghiệm hơn nữa, vào thời điểm mà quân đội chưa có đủ phương tiện cùng phụ tùng cần thiết. Dù vậy, tôi cũng đã cho phá hủy khu rừng tràm Việt Cộng mới gầy dựng để tránh hậu quả về sau cho các đơn vị bạn hành quân vùng này. Vùng biên giới Việt Miên này thật ác nghiệt. Nơi mà Việt Cộng xem như mật khu an toàn vì các đơn vị bộ binh của ta khó mà đến được dễ dàng. Còn khi hành quân phối hợp với thiết giáp thì chúng tẩu thoát sang bên kia biên giới miên. Lúc đó chúng tôi chỉ còn đứng trên xe mà nhìn sang vì bị cấm vượt sang bên kia biên giới. Ông Sihanouk của Campuchia cho phép Việt Cộng có mặt ăn ở tổ chức mật khu trên phần đất miên. Ông ấy không dài. Ông vừa tọa sơn quan hổ đấu, xem cái cảnh giữa người Việt giết nhau đây cũng là một biện pháp có tính cách chiến lược giữ an ninh đối với một láng giềng nhiều lần đụng chạm nhưng theo tôi bắc kinh là người mong muốn và sung sướng hơn hết vì đó là âm mưu về lâu về dài chủ nghĩa bành trướng của mao trạch đông đối với các nước đông nam á như vậy thử hỏi cái khôn của việt cộng là như thế nào độc lập tự do đã đến với nhân dân nhiều nước trước đây với tình trạng không khác việt nam mà họ không cần tốn hao vật chất hay xương máu phi luật tân singapore mã lai á chẳng hạn như vậy người cộng sản tự coi mình là anh hùng anh hùng chỗ nào với ai thật sự đã đánh thắng giặc mỹ như từng khoe khoang chưa cách mạng thành công chỗ nào khi nhân dân Việt Nam đã đang tiếp tục sống nghèo đói và khổ đau, còn đa số cán bộ nhà nước thì giàu có. Thành phần nhân dân lao động mà đảng trước đây tôn vinh họ là chủ nhân đất nước, giờ sống ra sao? Những thứ đó phải về Sài Gòn, Hà Nội để nhìn rõ sự thật. Từ cái nhìn đó, theo tôi, thắng hay bại cuộc chiến tranh không có nghĩa gì cả. Ai đang thắng ai? Chỉ dân Việt Nam là kẻ thua đủ. Nói rõ hơn, Việt Nam và Campuchia chỉ là con chốt trên bàn cờ quốc tế, nơi dùng cho các cường quốc thao diễn. Khi cuộc chiến tranh lành chấm dứt, đã nói lên được tất cả sự thật đó. Chỉ có cái phiền là theo tôi, Nam Việt Nam phần đất vừa xây dựng nền Cộng hòa son trẻ đang vùng dậy trong không khí sinh hoạt độc lập, tự do, dân chủ, đã và đang chống chủ nghĩa Cộng sản bành trướng. Đây là phần đất của người yêu chuộng lẽ phải và công lý. Không hiểu sao những người bạn đồng minh, nhất là Hoa Kỳ, không muốn thấy sự hiền hữu và ước vọng chính đáng đó mà tiếp tục yểm trợ. Những ngày dài tại trại Yên Bái, hồi tưởng lại quá khứ ngổn ngang tôi âm thầm chịu đựng đau buồn khổ sở dằn vặt luôn luôn đè nặng tâm tư hôm nào đây tướng phạm quốc thuần tư lệnh sư đoàn năm đã bóc mình ra khỏi tỉnh bình dương không cho tiếp tục phục vụ dân chúng trong khi kế hoạch bình định lãnh thổ tại bình dương có kết quả và đang tiến triển khả quan du kích việt cộng lần lượt bị bứng ra khỏi xã ấp các cố gắng đó thành công không ai mà không nhận thấy kể từ khi mình nhận trách nhiệm tại đây năm 1966. Từ ý kiến lần đầu tiên trong chiến tranh Việt Nam, phải dẹp cho kỳ được các mật khu an toàn của địch bằng xe ủy đất khai quang. Kế hoạch đề nghị nhờ ông cố vấn tiểu khu đề trình được tướng DePai tư lệnh sư đoàn 1 Hoa Kỳ chấp thuận yểm trợ Mặt khu Cù Mi của Việt Cộng nằm giữa liên ranh hai tỉnh Biên Hòa, Bình Dương là thí điểm thử nghiệm đầu tiên. Sau đó, Sư đoàn 1 Bộ binh Hoa Kỳ và Cố vấn Tiểu khu chấp thuận giúp tôi lập ra xã Bình Hòa với những dự án tự túc, giúp số dân tị nạn từ cuộc hành quân Sedafon tại làng Bến Súc, quận Tri Tâm mang ra. Theo nhận xét của tôi, dân chúng dù còn khó khăn trong thời gian đầu tái tạo sự nghiệp, nhưng rõ ràng họ sống an ninh vì đã thoát được hiểm nguy khi phải sống giữa hai làng đạn trước kia. Vấn đề này rất phức tạp, nhưng là biện pháp bất đắc dĩ mà phía Mỹ phải chấp nhận làm. Như vậy chúng ta mới trừ tận gốc loại chiến tranh kiểu du kích, nếu chúng ta có phương tiện tối thiểu để giúp đỡ tạm thời cho dân chúng xã Tân Lập này. Dĩ nhiên, đây là một công tác khó khăn phức tạp, cần nỗ lực và thận trọng thực hiện. Với ba mẫu đất cấp phát cho mỗi gia đình, một cái nhà bằng gạch lợp tôn nhôm chưa kể các trợ cấp khác, xã Bình Hòa, xã Dân Tị Nạn đã sống vững vàng cho đến ngày nay tại quận Lái Thiêu. Vấn đề khác vấn vương tâm trí tôi khá nhiều là tướng Phạm Quốc Thuần, tư lệnh sư đoàn 5, kim khu 32 chiến thuật, chẳng bao giờ cho mình làm việc giúp dân chúng mà phải luôn nghe ông ta và ban tham mưu của ông để làm tiền. Vì chỉ có tiền mới giải quyết mọi bài toán an ninh bình định, kể cả các kế hoạch khác đối với sư đoàn, người trực tiếp duy nhất của cấp trên. Đặc biệt hơn, nhiều cuộc làm ăn đổ bể bị bắt quả tang như vụ gạo chợ đen tỉnh Bình Lâm, vụ cao su quận Phước Thành, vân vân, nhưng được dàn xếp xong xuôi có lần trung ý huệ quần trưởng bến cát nguyên là sĩ quan tùy viên của tướng thuần nói cho tôi biết tôi nhận chức vụ quần trưởng không phải là điều tự nhiên đây là theo lệnh mỗi tháng tôi phải moi mấp sau đó cho ra hai triệu đồng trong khu giải trí lai khê căn cứ của sư đoàn một bộ binh hoa kỳ để nạp lên sư đoàn tháng này tôi chưa giao nạp đủ nên tướng thuận đặt ra chuyện tôi ăn gian thực phẩm cứu trợ dân tị nạn mà ông đang được lệnh điều tra đây để hất tôi đi. Do đó, sau khi điều tra sự thật không đúng như vậy, tôi không phạt Trung úy Huệ. Sau đó, phần phạt 10 ngày trọng cấm dành cho tôi lý do dung túng thuộc cấp. Một lý do mà tôi không thể nào làm được, vì phái đoàn điều tra gồm có cả viên cố vấn tỉnh Bình Dương, chính ông ta xác nhận trung úy huệ vô tội đành thôi trở lại tình hình bình định nhằm phá vỡ các cứ điểm an toàn của du kích việt cộng tôi đã nghiên cứu tỉ mỉ so sánh lợi hại hay không giữa dân chúng và chiến lược đối với mọi biện pháp khả dĩ áp dụng được ngay trên xã tân lập bình hòa tôi đã tiếp đón thượng nghị sĩ ted kennedy cùng phái đoàn của ông cùng ngày đó tại một thôn ấp thuộc quận bến cát một người dân bị việt cộng giết vì chúng kết án người dân này chống lệnh công tác chúng giao phó mà có lần tôi đã nêu lên cho phái đoàn thấy mỗi người dân bị giết chết trong một phút một ngày tại một địa phương hàng trăm hàng ngàn dân bị xử như vậy từ khắp các vùng mất an ninh xa xôi chúng ta thử làm bài tính ra xem con số đó là bao nhiêu cách mạng của cộng sản là vậy mà không thấy ai nói đến đúng là những trớ trêu tại yên bái hàng ngày chúng tôi sống theo tiếng kẽn ăn ngủ học tập đào cuốc đất báo động cũng nó cực khổ cũng nó mà vui sướng cũng nó khi nó báo hết giờ lao động anh em bò xuống núi leo lên hầm xếp hàng một trở về trại rửa sạch dụng cụ sản xuất, trả tất cả vào kho không còn là của riêng ai. Đó là tư bản. Người Cộng sản cho là như vậy. Sau đó anh em mới ra tắm gội ở cái giếng tiên dù cho trời có lạnh đến đâu. Khi xối nước lên đầu, nghe trong người khỏe trở lại ngay. Thật sự mà kể, mệt với mồ hôi cần phải tẩy rửa dù mùa đông hay không mùa đông nước lạnh là ấm nhất, nó trị mọi bệnh tật nếu có. Ngoài ra việc ăn cơm chỉ với rau, theo tôi lần lần sẽ trị hết bệnh đau đầu, đau bao tử. Bệnh này trước đây tôi mắc phải mà gần 13 năm ở tù bỗng dưng biến mất. Đó là điều làm cho tôi ngạc nhiên hết sức. Đúng là trời xanh voi xanh cỏ. Miền Bắc trở thành xã hội chủ nghĩa chắc cũng nhờ rau muống. Nói theo danh từ khoa học thì xã hội chủ nghĩa và rau muống là hai vật hữu cơ vậy. Cho nên những năm dài ở trại, bất cứ trại nào, thực đơn cho mỗi bữa ăn lúc nào rau muống cũng phải có. Sau cái bánh luộc hay cơm là rau muống, đó là những món cao sang nhất đời tù. Ngược lại ở Mỹ, có lần tôi nghe đồn rau muống ăn sẽ bị cancer lạ thật. Nhắc đến đây tôi luôn luôn cảm phục anh bạn tướng Lý Bá Hỷ. Mỗi ngày ai có thừa rau muống mang đến anh, anh thầu hết. Bây giờ anh đang sống bên Pháp với gia đình, không biết anh có đủ rau muống ăn không. Thật ra tướng Hỷ có cái hay là lúc nào cũng mạnh khỏe. Ở trại phần nhiều ai làm gì mặc kệ, riêng anh cứ rau muốn rồi nằm cho qua ngày qua tháng. Vậy là quá tốt rồi. Nhắc đến tướng Hỷ, tôi nhớ tướng Đức một lần nữa tại Yên Bái. Trong buổi học tập về Hồ Chí Minh, bất thần tướng Đức được một cán bộ mời ông ra khỏi phòng lên ban chỉ huy trại. Nghe nói sau đó ông bị thoi mấy cái rồi đem nhốt riêng tại căn hầm dưới chân đồi nằm phía sau phòng ngủ do anh em được lệnh làm cấp tốc thực hiện. Không ngờ phòng đó dành riêng cho tướng Đức. Sau này anh em mới được biết, trong buổi học nói trên, tướng Đức đã viết trên trang giấy của ông một câu bất hủ, đù mẹ Hồ Chí Minh. Trời đất! Ngày giờ đó, hoàn cảnh đó, chỉ có Dương Văn Đức mới dám viết một câu như vậy. Trong thời gian khó khăn buồn thảm đời cải tạo như vậy chỉ có tướng Đức đem đến những trò vui không nhỏ. Dù có buồn cho đến đâu cũng phải cười thôi. Thật là một cái cười hiếm có. Tướng Đức to gan thật. Chỉ có ông là người dám biến đổi câu người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Tội nghiệp. Ông đã bị giết chết vào năm 1990 trên hè phố Sài Gòn. Sau này khi ông được thả về lúc ông đang sống với gia đình người em gái tại thị nghè gia đình. Theo tôi, người Cộng sản đã giết ông. Những ngày thê thảm tại Yên Bái tiếp tục nhiều năm với tiêu chuẩn sống được Bộ Chỉ huy trại quy định. Năm 1977, tiêu chuẩn 180 đồng chẳng hạn cho mỗi đầu người được quy thành gạo 72 kg, rau 8 kg, thịt trứng 7 kg và vừng lạc 4 ký, vân vân. Đâu ai có thể ngờ được ở Yên Bái toàn là những tướng tá, dù ở không xa nhau nhưng phải để ra mấy tháng mới biết là có một số người ăn mặc màu mè lang thang từng nhóm. Có lần không hiểu vì lý do gì, thấy một số anh cứ chạy theo con trâu đang đi. Cuối cùng khi hiểu ra, đó là những sĩ quan cấp tá ở một trại không xa chúng tôi mấy các anh đang chạy theo con trâu để lấy phân trâu lúc nó vừa đi vừa sổ ra. Đó là nhiệm vụ hàng ngày của các anh ấy. Phải lấy thêm phân trâu để bón cây vì phân người không đủ cung cấp. Cả đời tôi lần đầu mới trông thấy. Dù trước kia khi còn nhỏ, tôi có tiếp xúc với những gia đình nghèo ở miền Nam trong trại ruộng của cha mình. Những người đó đâu đến nỗi như vậy. Nghèo gì nghèo, họ cũng có khô, có cá mắm ăn. Chưa nói đến gà, trứng, thịt, heo tươi, lâu lâu cũng có để bồi dưỡng. Riêng rau muống là loại mọc hoang ít ai ăn, dù miền Nam đang bị thực dân cai trì. Chuyện rau muống hoang trước đây dân miền Nam không ai ăn là chuyện có thật, nhưng đối với miền Bắc xã hội chủ nghĩa là chuyện khác. Tại Yên Bái, Ngoài cái nhà ngủ vách bằng lá được lập phân tre, chúng tôi còn phải làm thêm những nhà phụ như nhà bếp, nhà kho, nhà vệ sinh. Mỗi ngày theo chương trình phân công vào tối hôm trước học tập tự phê tự kiểm, sáng lại từng người tổ thi công lấy giờ lấy điểm dưới sự kiểm soát và chỉ dẫn của anh cán bộ quản giáo. Lúc lao động những tai nạn lớn thì không có nhưng máu anh em cứ đổ ra là chuyện thường tình. Tôi có lần chuốt nang làm giấy. Tôi trợt tay đẩy nguyên cái lưỡi rựa vào ngón tay trỏ bằng tay mặt của mình. Máu ra lên láng và mấy sợi gân trắng lom nhom lòi ra trong dễ sợ. Trong lúc tôi cắn răng chịu đau, trong lúc anh cán bộ lên tiếng của trách đủ điều. Chiều lại sau bữa ăn, Trước khi đi ngủ, tôi được đưa ra làm đề tài kiểm thảo phê bình. Cuối cùng tôi bị lỗi đối với cách mạng vì tìm cách hủy hoại thân thể, trốn tránh lao động vinh quang của đảng và nhà nước xã hội chủ nghĩa đề ra. Về ngón tay, tôi tìm cách trị liệu. Những miếng dẻ rách tìm thấy được dùng quấn chặt nó lại. Hàng ngày dùng nước trà đậm lau rửa vết thương loại trà đặc biệt này do anh em chúng tôi làm ra nó không phải loại thượng hảo hạng hai tôm một tép được cán bộ đem đi hoàn tất gồm những loại lá đọt tươi ngon nhất anh em nhặt những cây trà già nhổ lên vứt bỏ để trồng những cây mới về chế biến và đặt tên là trà Lipton. tông tôi nhớ lại những lần được phân công đi hái trà mỗi người một cái vại đeo sau lưng như đồng bào thiểu số tại ban mê thuộc trước đây. Nếu vại không đủ thì lấy thúng. Sau đó dàn hàng ngang chân bước tay hái, miệng thì luôn luôn nói câu hai tôm một tép, lựa những lá non mà hái chứ không được làm khác hơn, sẽ bị quả trách vì không đúng quy luật làm hư cây trà. Vui thật! Khi khổng khi không mình trở thành cô nương trà mà có lần mình đọc được trong một cốt truyện ngộ nghĩnh. Theo truyện, các trinh nữ được tuyển chọn kỹ lưỡng để đi hái trà. Những cô nương trà này hái trà để vào cái váy trước bụng, tay cuốn váy lên ôm nó vào lòng. Như vậy trà ướp hơi đặc biệt của trinh nữ vào buổi sáng sớm. Theo giới thưởng thức cầu kỳ, trà hái và ướp cách này hương vị có một không hai nhưng ở tại yên bái này trà còn ngon hơn nữa vì hương vị của các tướng lãnh mà thời gian dài vắng bà xã chưa nói đến mùa đông lạnh ít khi tắm rửa lần khác tôi được phân công đắp vách đất mớ hồ pha đất sét trộn rơm của tôi có lẽ không đúng tiêu chuẩn cho nên khi đắp lên vách nó cứ trôi tuột xuống hoài chẳng chịu dính lên vách anh cán bộ quản giáo tên vạn cứ đứng cằn nhằn phía sau lưng theo tôi có dịp la rầy chúng tôi các anh quản giáo sung sướng lắm có gì sung sướng bằng điều khiển mấy ông tướng và có dịp tự do nói nặng nhẹ theo ý mình thói quen đó trở thành bệnh một ngày nếu không la rầy ai các anh ấy sanh bệnh chịu không nổi chưa kể lúc vợ họ không tìm ra được con cua để nấu canh mà rau anh em tôi cung cấp sẵn. Công tác độc đáo khác là anh em tôi phải đào cái giếng để có đủ nước xài. chiều sâu năm sáu thước, bề ngang ba thước. Vùng đất đá thật cứng, anh em tôi phải soi, phải móc, phải bươi. Cũng vì cái giếng này mà tướng Nguyễn Xuân Trang đã mất đi một con mắt vì trời quá nóng, vì nắng gắt. Con mắt ông bị nhiễm độc vài hôm sau phải mổ để lấy ra. Tướng Lê Văn Thần cũng vậy. Trong ngày đầu sang Mỹ gặp nhau trong điện thoại, ông nói, anh bá ơi, tôi cũng mất hết một con mắt rồi. Dù như thế, hai anh Thân và Trang vẫn còn may mắn hơn hai tướng khác. Lý Văn Quảng và Bùi Văn Thân, một chết vì bệnh đau bao tử và tim, một chết vì bệnh đái đường. Làm sao có thuốc men ăn kiên cử khi đói ăn thường trực. Tội nghiệp anh Quảng, chết bất đắc kỳ tử, còn hơn anh Nhu chết lần chết mòn. Anh Nhu đái ỉa đêm ngày, tình trạng xấu này kéo dài cả tháng cho đến chết. Anh em đều biết rõ mà không làm sao cứu anh được. Trong lúc bộ chỉ huy trại chỉ chờ ngày đào cái lỗ tặng cho người bạc phước một mối thù nữa được rửa chăng? Cho đến năm 1987, ngày tôi được trả tự do, hai anh cùng nhiều chiến hữu mọi ngành nghề, mọi binh chủng vẫn còn nằm đó. Nằm trên cái thung lũng cạn cợt ngoài chân đá, không còn một chỗ trống để chôn. Các anh nằm với bè bạn, với cỏ cây, với mối, với dung dế làm thân tình miên viễn trên thung lũng ảm đạm nam hà xin các anh quên cái khổ đau trên quê hương mình nước việt nam đầy dẫy khổ đau bởi cái quái thai chủ nghĩa mát lê xin hồn thiên các anh hồ trì cho những ai quyết tâm đấu tranh giải thể chế độ cộng sản việt nam và có cơ hội xây dựng lại đất nước mình tươi đẹp hơn cho muôn dân chung hưởng